Chiều ngày 25 tháng 8, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công trình, cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Vĩnh Tường, tuyến Thượng Trưng Cao Đại, địa phận xã Thượng Trưng. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan liên quan của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Công an xã, công chức tư pháp hộ tịch, cán bộ địa chính xã Thượng Trưng cùng các hộ có đất thổ cư nằm trong dự án. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thượng Trưng Cao Đại là một trong những công trình có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Vĩnh Tường. Theo kế hoạch, tuyến đường dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018, song do gặp khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn dang dở. Hiện nay, dự án còn vướng mắc đối với 8 hộ trên địa bàn xã Thượng Trưng, 8 hộ có đất thu hồi đã được ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng và tiến hành bàn giao đất khu tái định cư tại thực địa để sử dụng. Tuy nhiên hiện nay 8 hộ vẫn chưa bàn giao đất để thi công dự án, do còn một số vướng mắc. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định các cơ quan chức năng của huyện đã thực hiện đúng, đủ quy định của nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng chí mong muốn 8 hộ có đất thổ cư thu hồi tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất khu tái định cư theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Thượng Trưng và các cơ quan liên quan hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết vướng mắc đảm bảo quy định, đảm bảo cung cấp nước sạch, điện chiếu sáng tại khu tái định cư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giao tiến độ giải quyết vướng mắc từng hộ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và xã Thượng Trưng để dự án sớm hoàn thành.